ông hãy đi về đi. Tôi không muốn gặp ông nữa. Nàng hãy, nàng đã quên rồi sao? Ngày ta gặp lại nàng, ta đã gửi cho nàng ngọc bội. Nếu ai giữ ngọc bội đó, sẽ là phong khối của ta mãi mãi. Ngọc bội đó nàng, nàng còn giữ với mình mà. Và ngày hôm nay, tôi xin phép đưa về cố chủ. Sẽ đi giữa chúng ta chẳng hề quen biết nhau. Ngọc Kỳ Lân đã chết giữa xa trường, ông hãy xem như chưa bao giờ gặp mặt. Ngọc Kỳ Lân, nếu nàng không đến lòng ta vẫn một giả bộ lòng chung thủy cùng nàng, ta chỉ biết một mình Ngọc Kỳ Lân, thì ta sẽ nguyện đem cái chết để tỏ giả lòng chung thủy cùng nàng sánh duyên cầm sắc. Thật sự chẳng bằng sao? Vậy thì có cái chết mới tỏ giả lòng của ta đối với nàng. Ta thú thật, ta đã biết lỗi của ta rồi. Nàng, nàng muốn ta chết phải không? Hoàng tử, chẳng nói thật cả. Vậy nếu nàng ta chết, muốn ta chết, ta sẽ chết trước mặt nàng. Hoàng tử, thì xin chúc cho hương hồn già sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc. Quân sĩ tương kiến. Nàng ơi, nàng gọi quân sĩ tương kiến làm chi vậy? Để cho chàng chết. Chứ chàng định chết như thế nào? Ta định nhảy sông. Nhảy sông? Nhảy sông Giang Hà. Chàng nhảy xuống đây, chàng không chết nhưng mà chàng bị bắt cóc đó. Ta nhảy xuống đó ta không biết lỗi. Thôi thì ta sẽ chết với lưỡi gươm mà nàng đã ban cho ta. Mời chàng. Sao có sẵn vậy? Lui. Ngọc Quỳnh Lân, ta đã nói hết lời với nàng, vậy mà nàng vẫn không tha thứ cho ta, vẫn không nhận mối tình của ta đã trao tặng cho nàng. Ta biết bây giờ nàng đẹp lắm mà.